Tết năm nay nên đặt những bức tranh nào ở trên bàn tiếp khách? Chuẩn bị đến Tết rồi và xưởng chúng tôi cũng vừa mới hoàn thiện 4 tác phẩm hoa sen được đục chạm hoàn toàn thủ công theo phong cách của sen hóa mandala. Chúng tôi thiết kế những cái mẫu tranh này thì rất là nhỏ gọn, có cái đường kính là 42cm, rất là phù hợp để trên bàn làm việc hoặc là trên bàn tiếp khách. Và bức tranh hoa sen này còn được đặt ở trên một cái chân đế, nó cũng rất là tương thích với các cái vị trí như trên. Nếu được các bác mà không thích cái phần chân đế này, có thể tháo rời và sau đó nó sẽ trở thành một cái bức tranh để có thể treo lên trên tường. Và điểm nhấn của 4 bức tranh hoa sen hình tượng mandala này thể hiện từng cái ngọn sen, cành bồ đề, bình hoa cúc hay là bàn tay Phật, tất cả đều mang âm hưởng của sự bình yên và hiện thân của nhà Phật ở ngay trong gia đình nhà mình. Các cái chi tiết này thì đều được chúng tôi mạ vàng Đài Loan để tăng thêm cái Phật tính cùng với sự trang nghiêm. Và chúng tôi cũng chỉ có 4 tác phẩm này thôi với một cái mức giá rất là hợp lý để các bác có thể tham khảo nhé.